Hello, xin chào mọi người đã quay. Hello, xin chào mọi người đã quay với lại chuyên mục Talk nữa nha. Tình dịch bệnh sau rồi thì muốn gửi là sức khỏe đến với mọi người. Chúng ta cùng nhau và nhà nước Việt Nam cố gắng vượt qua mùa dịch này. Ok. Thì cái blog ngày hôm nay sẽ là cái blog mình unbox cái thùng đồ mà bên Mỹ gửi về để cứu dịch trong cái đợt dịch kỳ này. Thì đợt dịch năm ngoái mẹ cũng gửi một thùng đồ, năm nay cũng gửi một thùng đồ, không biết thùng đồ hay là thùng đồ gì, nhưng mà mình nghĩ trong đây thì chắc là mấy cái đồ mình mua bữa giờ bữa thôi. Ôi kéo đâu không? Còn kéo đâu hả? À, mới cầm đây mà ha. Đây mới đem khẩu trang này thở á. Cái khẩu trang màu trắng này á là nó dày hơn khẩu trang màu xanh đúng không? Đúng rồi. Má thở quá. Đeo cho có để chơi. Chào các bạn ơi, giờ tháo ra nói chuyện cho dễ. Thì bình thường á, mấy cái thùng đồ này nè của mẹ mình cũng thường xuyên gửi cho mình. Và nói chung là những cái đồ mình hỗ trợ bên Mỹ vậy thôi mà mình không có quay. Nhưng mà kỳ này cái cục này bự quá, với lại mùa dịch á, cũng ở nhà thôi mà không có làm gì nhiều á. Mà các bạn kêu là anh Vũ quay lót cho các bạn coi, thì bữa nay mình có này quay cho các bạn coi, để coi trong đây có gì. Thật sự mình mua mình cũng nhớ mua cái gì nữa. Quay lại đây. Thường mấy cái thùng ở nước ngoài gửi về dán kỹ lắm, khó mở cái quỷ vậy. Ủa hồi kèo lúc mà quay cái thùng đồ bên Mỹ gửi về trên tiệm cũ không có ăn không? Không có. Có không? Lúc đó có còn phong phú đúng không? Có còn nhân cái trọng nữa. Nhưng mặt héo à? Đúng rồi. Gửi chưa? Thì lúc trước mẹ mình hay gửi là mấy cái đồ hộp, giờ mấy bạn mà mình ghét cái đồ hộp chứ quỷ, mấy kỳ này có đồ hộp không, nó này có chỗ xanh gì nữa. Đây. Gì? Đồ hộp ai? Bài đất à? Nghe đồ hộp rồi. Đồ hộp đây, đồ cũng mới có nhiều. Hồi bữa mấy đồ hộp cho em về em ăn không? Ăn. Trời nữa, mở gà thấy. Vua. Cũng quả. Rồi đây coi nè. Trước tiên á là mình thấy hết nữa cái thùng này đúng chiếm chỗ luôn á. Chùi dài, chùi dài. Không phải chùi dài, mấy miếng này chùi bàn đâu á. Mẹ ơi, có nói thiệt luôn á. Hồi bữa mẹ gửi con mấy cái rồi, mẹ gửi nhiều mấy cái đi vậy là con lao mấy mập luôn á chạy. Nó lấy không cho hả? Lấy. Lấy à, về chùi rồi chơi. Thì cái này nó tiện dụng không các bạn? Thì cái này là để chùi bàn, chùi mấy cái gì mà khử khuẩn như chùi bếp đồ á, mà mình lấy cái này mình chùi dày luôn. Lâu lâu mình đi chơi về á mà mình làm bí chào đó, trời nó cũng không dơ, nó dơ mà mình lấy cái này mình làm luôn. Thì cái này á nó giết tới 99.9% vi khuẩn đó. Cái này các bạn lấy lau đồ hay cũng lau mặt nha, lau mặt lát luôn á, mẹ nó có cái tẩy ghê đó. Trời, hai hộp bốn mười giờ. Mấy này cũng rẻ các bạn, mấy này mắc lắm á. Rồi. Thôi quá rồi, không gửi đồ hộp nữa. Còn đây, mấy cái đồ mà mình mua về. Mình mua nhiều lắm, không biết bữa mà giờ mẹ mình gửi đủ hay không đó. Ủa gì vậy? Mấy này có bông hay gì đó. Áo rồi. Áo rồi. Lớn rồi nha, lớn này mẹ để con nha, kỳ lắm á, trời ơi, vua luôn, vua luôn, cái màn, màn, vua, cái màn, vua, sô cô la, vua, này đi biển, quân, quân xã sao đâu. Tại sao lô mặt tấm này muốn nổi đâu này, cái ba miếng giống vậy. Nó vui luôn. Được không? Được. Đi biển được. Vậy. Tiếp theo. Đây, đây là mấy cái món đồ. Cần này, đồ này gì vậy? Đây các bạn, thì mình có một mua, mình mua rất là đồ, nhiều đồ. Thì đồ bên Mỹ á, thường thường mấy cái season nào á, cuối season nó cũng sale đó, mà bữa nay dịch quá nó cũng sale hơi nhiều cho nên mình quét hơi nhiều đồ. Đây là cái túi
Yeah. Ủa đúng rồi, con trai con gái mà. Con gái mà. Con gái à? Tụi cũng nhìn tao biết, tụi con trai tao đeo đó. Anh thấy đẹp quên mua mà. Không được hả? Tháo luôn. Cho mọi người coi luôn, sẵn review luôn. Thì mấy cái đồ này cũng không có gì mắc lắm, chỉ có vài chục đô một món thôi. Đồ con giỏi đẹp quá là. Con gái. Con gái rồi à. Mua lộn đẹp không? Gái này đẹp không? Đẹp. Cái này có hiệu nào ta? Đây là cái logo của đội bóng chày. Chữ Đức và Dương mình quên của đội nào rồi, nhưng mà nó đẹp. Rất là nhiều người bên Cali thích cái chữ này. Chữ này là Đức và Dương, nó cũng là website. West là bên bên West. West tiếng Việt là bên nào ta? Tây đúng không? Tây. Sao là Nam, North là Bắc, East là gì? Là Đông. Mở ra coi. Thấy chưa? Có cọng dây luôn. Rồi ạ. Ủa, dây này gắn đâu ta? Gắn đâu mà? Nếu bóc xuống. Đây là bóc. Thôi chất lượng các bạn. Thì cái túi này mình mua có 30 đô thôi, hơi bị xịn. Đúng không? Giá rồi. Đẹp không? Này đi kiếm em gái nào tặng. Cứ mấy chục đô và bán cũng đâu được nhiêu đâu, thôi để tặng. Ok. Tiếp theo. Này của Nam chắc luôn. Này của tôi. Điên rồi. Thì cái quá trình mà mua đồ bên Mỹ á, ngày xưa nó mua dễ lắm. Còn bây giờ nó phải bạn, các bạn ở Việt Nam, các bạn bấm vô website các bạn mua, nó dẫn cho các bạn mua. Nhưng mà tới lúc mà khi cái phần mà ra tính tiền á, nó cần xác minh số điện thoại rồi địa chỉ để gửi cái số code của Mỹ tùm lum tà la, hơi biết khó chịu. Thấy không? Đẹp quá. Má đẹp hơn túi bếp nãy nhiều. Cái này chỉnh dây rồi đúng không? Chỉnh dây đó. Ở đâu? Có kéo okay. Biết chỉnh không? Đây. Chỉnh giùm mình. Ủa, túi đẹp à? Trông đẹp à? Đẹp. Đẹp dở. Kéo nguyên cái đó luôn. Đúng rồi, kéo xuống. Kéo đây. Đúng rồi. Lọc má có mấy gì như tôi đi học. Được không? Đây, dở. Đúng rồi. Không phải là mua đồ mắc đẹp nha các bạn. Nhiều khi đồ rẻ, giá cả vừa phải mà nó sale nguồn hàng cũng ngon lắm á. Đòi đồ thương hiệu phải đồ lô đâu. Mua trên web đàng hoàng chính hãng. Được không? Anh khoán cái túi bự bự giống vậy nè ba. Để đồ được. Còn nhiều má chỗ làm túi nhỏ xíu để kiển nó để gì mà đây đẹp không? Còn đây. Ủa, còn ngăn nào nữa không ta? Này cho đồ đi. Rồi, tiếp theo. Quá đẹp. Còn mát này quầy. Thấy không? MLB. NBA. MLB. MLB Mỹ mà, chứ không phải Hàn Quốc bạn. Mỹ bạn. Thôi đâu không chơi Hàn Quốc bạn. Rồi nữa tiếp. Rồi đủ con má, cái gì tới nó cũng bên. Ủa nhớ mua nhiều lắm mà ta, tao ít cái gì vậy? Ây. Ủa nó có nam hay nữ rồi? Thấy đẹp rẻ quá, mua cái túi này mua có 10 đô à, 200 ngàn. Nãy MLB này, NBA quá, chính hãng bạn. Ngọt quá, túi gái. Ờ, túi gái rồi.
rồi để tặng em gái nào thích túi này thì cứ post cho anh nha. Instagram là Andy Vũ ABG167, mình sẽ để info ở dưới nhắn tin nha. Thích thì cho, dễ đó. Dịch mà giúp thương nhau. Này, cái này chất liệu giống áo mưa Việt Nam mà. Rồi mà. Yeah. Ủa? Bụng quá rồi. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Ủa là sao ba? Ủa là đeo phải gặp xuống đúng không? Đúng rồi. Phải gặp xuống chứ. Có dây kéo kìa. Dây kéo Mỹ bạn, Mỹ KK. Này cái bên trong có một cái nè. Được không? Chỉ có mấy người Mỹ mới biết web này thôi. Có tôi mua thôi. Thơm quá. Mới tiếp. Ủa sao rồi? Hai cái luôn. Hai cái luôn. Tôi nữ tiếp. Thay rẻ mua. Mua coi. Ê mà cái này anh đeo được nha. Anh đeo được rồi, anh đeo được. Nào đẹp không ta? Nào con trai đeo đẹp không Bảo? Cái bình. Cái này đi. Này à. Em đi ấy bạn tem mạc đúng không? Ok chồng mới có cái bộ quay có thẻ gì không? Không có. Này cũng 10 đồng luôn dư cái thẻ đúng mà cái này là cái gì mua không nhớ luôn cũng mới được nói cái đó luôn rồi anh nội chồng gì hả? Này gì? Ủa cái gì vậy ta? Trong cái áo khác sẽ hẳn túi vậy. Đồ đó luôn á, đồ đó luôn á. À ghê hả? Sao biết đây mập? Dạ có một cái. Ủa? Ủa? Đồ cái bánh đâu? Đồ máu nó chút quá. Trời. Ủa luôn. Bà lo nè các bạn. Thấy cái gì vậy? Lúc quên. Em yêu bí bạn. Trời, chỗ này cho thẻ nhiều rồi. Trời ơi, tin một cái ba lô quá bà. Mà nó gom thành một cái này không biết cái ba lô đi để dành cho gì không? Đi núi thì tập gym. Nè, không còn nhiều món nữa. Chừng là 5-6 món. Các bạn thấy bên Mỹ không? Ship quốc tế, ship thế giới. Hàng thương hiệu vẫn bỏ trong cái bịch thôi. Bởi vì mình bán đồ, mình bỏ vô cái bịch giống vậy. Các bạn kêu cho không có chuyên nghiệp, phải giống nước ngoài. Nước ngoài à cũng vậy thôi, các bạn có mua cái hộp cái áo một cái hộp đẹp về dơ dư ra hạn tiết kiệm nó cũng do thành một cục nó cũng bị nhăn cũng bị nheo các bạn về các bạn cũng dục thôi đúng không, quan trọng là cái lượng bên trong thôi vậy. Mẹ cầm cái áo là biết rồi, má chắc mua đồ sai rồi. Bự mà ok được giống không? Giống cái nào không? Giống Auckland. Rồi giải đi. Đúng giảm. Áo bên Mỹ làm củi lắm các bạn. Nè cái áo này nè. Thấy không? Cái này giặt một cái nó không rút rồi mình nghỉ bán áo luôn á. Cái này giặt một cái là bỏ vô máy sấy rồi rút rồi nhỏ xíu luôn á. Áo này cái được giải không có cửa giá vào tại Việt Nam. Sự thật. Nhưng mà cái logo có đẹp chứ lại nó hàng chính hãng nữa mua thôi mất cũng bự rồi bự nhớ nhưng mà giặt lại vậy nè đứa này trời vừa mặt ta đậu bát Mỹ của anh là tại biết mặc đồ anh Mỹ hoài biết giặt lỡ đúng mà ghê hả ghê không cái nè trời cái này bự vậy này cho em á cái gì này cũng bảo à
chua. Trời, cố tình mua này mà. Thằng tắm bạn. Hả không? Để các bạn không biết này là gì. Đây là đội bóng chày Anaheim Angels. Đây, đây là cái đội bóng mà biểu tượng của thành phố mình ở tại Cali. Mình ở dưới OC cho nên mình không có chơi với đội Dodgers của LA, mình chỉ chơi với lại Angels Anaheim thôi. Ok, ai có vấn đề gì bring it. Được không? Tắm hát đi biển quấn lên cái biết ông Mỹ luôn đó bạn. Tiếp theo bóng tay bạn. Mà bóng tay không? Có mà bị bít rồi bạn. Để đưa em. Đưa em. Đưa với Bảo hai cái đủ luôn rồi. Cắt ra nè. Ủa hai em có lỗ tai không? Nè, dạng nha. Mình không nói xạo các bạn, mình có lỗ. Mà bị bít rồi. Vô lủng máu luôn. Mà hết vô rồi hả? Bít rồi sao vô? Có lỗ mà bị bít rồi. Rồi. Đẩy đây. Ok. Đây. Đợi cái áo này bữa giờ. Cái áo này này, cái áo này nó không có sale các bạn. Nó bán tới hàng mấy đô luôn. Cái. Thấy chưa? Thấy rồi. Làm sao nữa? Wow. Quá hầu. Hiểu. Majestic. Cái hiệu này cũng là cái hiệu bình thường thôi. Nếu mà muốn cái áo này xịn là các bạn phải mua Triple A hay là Pro Club. Các bạn ở Cali các bạn được biết mình nói đang nói về áo nào. Nói chung là mấy cái hãng mà collab với lại mấy cái này á, bán áo thì giải không có ngon. Mà tại nó có mấy cái logo của mấy cầu thủ rồi, mấy số của mấy cầu thủ rồi nè. Cho nên người ta vẫn mua mặt. Bự giống áo nãy luôn đúng không? Rồi, bự hơn á. Chết mẹ rồi. Này bự hơn các bạn. Mà cái tay này, cái tay lửng chứ phải tay dài như cái này không? Rồi. Này tay lửng, cái tay dài, áo mảo tay dài mới được. Tại vì mấy người đó mảo tay lửng nó loại này nó ốm lắm. Tay dài. Nói chung nó này bị chân. Ok, cái cuối cùng các bạn là cái áo, cái lại cái item mà đẹp nhất trong tất cả cái này luôn. Một cái áo baseball chính hãng luôn. Cái áo này cũng không có sale, nó mắc lắm. Việt Nam có mới lạ luôn. Có mới lạ luôn, mặc vô luôn. Mặc vô mặc quần cục nhìn nó hơi tục xíu thôi. Nhưng mà áo đẹp lắm. Áo này áo khoác hay là các bạn mặc áo trong cũng được tùy. Yeah. Nói gì nữa mà. Đẹp dở luôn. Hip hop dở luôn. Đó các bạn cài nút cũng được mà không cài nút cũng được. Không. Không có. Rồi các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái vlog gì này. Nếu các bạn thích những thể loại giống như vậy thì hàng tháng mình sẽ mua nhiều cái mẫu đồ khác nhau từ bên nước ngoài về để mình unbox cho các bạn coi như thế nào. Và nếu được thì mình sẽ để mấy cái đường link ở dưới phần description hay là trên Instagram của mình, trên cái story Instagram của mình, để các bạn nào mà cần biết những món đồ mình mua đâu á thì liên hệ mình trên Instagram. Ok. Hiện tại thì dịch cái tiệm mình đã làm vệ sinh dài, bán áo này nọ thì mình tạm đóng cửa. Nhưng mà mình mới có một dịch vụ mới để mà sống sót trong mùa dịch kỳ này, đó chính là bot cho các bạn. Đây. Thì anh em nào cứ cần bot thì ai thì biết cái này á, đã hút rồi đó thì mua. Còn những người nào chưa biết á, hiện tại đang hút thuốc á, muốn bỏ thuốc thì sử dụng cái này. Cái này nó có rất là nhiều hương liệu, nam và nữ hút đều được. Với lại cái lợi của thằng này á, là khi các bạn hút như thằng này là các bạn không cần phải gạt tàn thuốc, như những là thuốc lá nó không có hôi, nó không ảnh hưởng những người xung quanh, hút ra hơi nó còn thơm nữa. Thì cây này mình bán 140 một cây, thì mình sẽ để cái information của mình cũng như website của cái này bán ở đâu như thế nào. Các bạn cần
thì các bạn mua nha, ủng hộ mình nha, để mình sống sót qua mùa dịch kỳ này. Tại bây giờ dịch đóng băng hết trơn, không ai làm được gì đó. Cảm ơn các bạn, nhớ một quá ủng hộ, không đòi hỏi gì thêm, không xin tiền, lao động buôn bán kiếm tiền. Cảm ơn. Cảm ơn.